Cùng một cú sút, các bạn có thể thấy sự khác nhau rất rõ ràng của chân thuận và chân không thuận. Và câu hỏi làm thế nào để chúng ta có thể đưa ra những cú dứt điểm, kiểm soát bóng hai chân như một luôn luôn là câu hỏi mình nhận được từ rất nhiều từ tất cả các bạn. Và sau một quãng thời gian tập luyện cũng như tìm hiểu về các cái bài tập của chân không thuận thì ngày hôm nay chào mừng tất cả mọi người đã trở lại với YouTube của mình. Hôm nay sẽ là một chủ đề rất hot, một chủ đề làm thế nào để chúng ta có thể hoàn thiện chân không thuận. Về cơ bản thì hầu như tất cả các cầu thủ chuyên nghiệp thì họ đều có những cái bài tập cho dành cho cả hai chân. Và đương nhiên mọi người đều hiểu được tác dụng khi mà chúng ta có thể dứt điểm hay là kiểm soát bóng bằng chân không thuận là gì. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn khi mà chúng ta có bóng, chúng ta sẽ ứng biến tốt hơn trong mọi trường hợp. Và đặc biệt là chúng ta có thể tạo ra rất nhiều cái cơ hội cho chính chúng ta để dứt điểm và cho cả đồng đội nữa. Với các bài tập này ấy, thì cái lời khuyên đầu tiên của mình là chúng ta sẽ tập theo chân thuận. Tức là level chân thuận của chúng ta đến đâu thì chúng ta sẽ cố gắng tập chân không thuận bám theo các bài tập đó. Bài tập đầu tiên chính là các bài tập khi mà chúng ta kiểm soát bóng một chân. Với các kỹ thuật giữ gầm giày mình đã hướng dẫn các bạn rất là nhiều. Kéo về sang một hướng, dùng bằng gầm giày và bằng mũi thì hãy cố gắng tập chân không thuận cũng như vậy. Nó là một cái bài tập rất tốt để cho chúng ta có thể làm quen. Khi mà quen rồi thì chúng ta sẽ kéo hai chân. Động tác thứ hai đó chính là các cái động tác mà chúng ta sử dụng bằng mũi giày của cả hai chân. Và đương nhiên chân trái chúng ta cũng phải làm được như vậy. Với kỹ thuật tâng bóng mình đã hướng dẫn tất cả mọi người lâu rồi và clip ở ngay đây các bạn có thể click để xem lại. Rất nhiều người tâng bóng chỉ tâng được một chân thôi. Và nó chính là chân thuận. Và đó là sự khác biệt. Nếu các bạn chỉ tâng được một trái thôi, các bạn không được tâng được nhiều, thì nó lại là cái bài tập mà mình hướng dẫn tất cả mọi người lần trước. Đó chính là chúng ta sẽ giữ bóng, tâng, cầm, cưng. Bài tập này rất đơn giản. Chúng ta sẽ tăng số lượng lên hai trái. Và khi mà chúng ta tăng được nhiều rồi thì chúng ta hãy tập trung tâng thật nhiều bằng chân không thuận, để cho chúng ta có một cái cảm giác giống như chân thuận. Đó. Và khi chúng ta làm được rồi thì chúng ta hãy tập tâng bóng thật nhiều. Chúng ta có thể tập thêm các bài tập khác ví dụ khi chúng ta tung bóng lên chúng ta đỡ. Khi mà chúng ta dắt bóng thì chúng ta sẽ tập dắt bóng với tốc độ chậm trước. Khi mà mình dẫn bóng thì mình sẽ sử dụng mũi, chúc mũi xuống, thả lỏng chân ra. Chúng ta sẽ đỡ bằng má ngoài, mũi, nó sẽ dê để đỡ như thế này. Ngay sau đó chúng ta sẽ tập đến các bài tập điểm chạm của hai bên mũi giày theo đường rích rắc, chân không thuận khi mà chúng ta dắt. Ngay sau khi với những cái bài tập kiểm soát bóng cơ bản thì tôi sẽ đến với bài tập truyền đỡ bóng. Với chân không thuận chúng ta chỉ tập những cái bài tập cơ bản để chúng ta lấy cảm giác thôi, đỡ lòng trong, truyền lòng trong. Lòng ngoài, lòng ngoài. Đỡ cầm giày nữa. Đỡ, đỡ. Đây là các bài tập rất cơ bản. Và khi mà chúng ta bắt đầu quen rồi, chúng ta sẽ chuyển sang các bài tập khó hơn. Chúng ta sẽ sút mạnh hơn và tập làm sao để có thể đỡ bước 1, chuyển hướng. Tốt nhất, chuyển hướng. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ có chân không thuận. Có những cái buổi tập chúng ta nên đầu tư chỉ để tập chân không thuận. Và có những cái buổi đi đá bóng chúng ta nên tập trung tập đá chân không thuận nhiều hơn, để cho chúng ta có nhiều cái thói quen, để cái cảm giác bóng của chúng ta tốt hơn và cái dáng của chúng ta không bị gượng. Làm thế nào để chúng ta có thể sút hay dứt điểm chân không thuận thật sự là tốt như chân thuận? Mình sẽ chia làm các bài tập rất cơ bản, đó chính là khi mà chúng ta có bóng tĩnh và bóng động. Bởi vì khi mà chúng ta tập bóng tĩnh thì chúng ta sẽ sửa được cái dáng của chúng ta. Chúng ta sẽ sửa được cái cảm giác và cái tư thế làm thế nào để chúng ta có thể tăng được lực cho chúng ta dứt điểm. Và với các kỹ thuật dứt điểm thì mình khuyên cái bài tập đầu tiên mà mình hay tập đó chính là lòng trong. Khi mà chúng ta dứt điểm bằng lòng trong, chúng ta sẽ sử dụng cái technique của chân thuận và copy nó sang bên chân không thuận.
Những cái động tác này nó sẽ rất là giúp ích cho các bạn khi mà các bạn dứt điểm băng cắt, hoặc là các bạn có bóng và có nhiều thời gian để có thể lựa và dứt điểm chính xác hơn. Với các cái cú dứt điểm bằng lòng trong thì nó là những cú mà chúng ta có thể điều hướng nó theo hướng mà chúng ta mong muốn và rất chuẩn xác. Và để làm được điều đấy thì chúng ta sẽ tập hai chân đồng thời. Ta sẽ cố gắng khóa cổ chân và chúng ta sẽ dứt điểm thật mạnh bằng lòng trong, và ngay sau đó sẽ là rời chân trụ và cả người đi qua. Chúng ta sẽ tập với chân thuận trước. Đây là một cú dứt điểm lòng trong rất cơ bản khi mà chúng ta có thể sút penalty, chúng ta băng cắt hay chúng ta có thể đệm bóng vào gôn vào khung thành. Và với cái technical đó thì các bạn hãy copy hoàn toàn sang chân không thuận. Ví dụ với chân thuận vừa rồi chúng ta sút, chúng ta sẽ đệm bóng, sát bóng, chúng ta chạm, chúng ta văng qua, thì chân không thuận chúng ta sẽ cố gắng học và làm theo chân thuận. Đó. Và khi mà chúng ta có những cái phần cơ bản của việc dứt điểm lòng trong rồi thì chúng ta sẽ tập tương tự bóng tĩnh với các kiểu dứt điểm khác. Với những cái kỹ thuật dứt điểm bóng má ngoài của chân không thuận thì mình nghĩ là nó là một cái phần next level và chúng ta sẽ đầu tư tập sau khi mà chúng ta hoàn thiện tất cả các kỹ năng kiểm soát bóng và dứt điểm đơn giản bằng lòng trong và bằng mu trước của chân không thuận. Cái phần bóng tĩnh vừa rồi chính là cái phần để chúng ta build up và cái dáng sút cũng như chúng ta sẽ follow up được theo khi mà chúng ta dứt bóng động. Chúng ta sẽ lại tiếp tục với chân thuận trước. Các bài tập cơ bản chúng ta có một cái côn hoặc chúng ta không cần cũng được. Chúng ta sẽ chạm bóng bằng chân lòng trong trước và sau đó chúng ta sẽ rẽ bằng mũi má ngoài và chúng ta sẽ dứt điểm bằng mu hoặc bằng lòng trong. Với chân không thuận chúng ta sẽ có chạm đi và chúng ta sẽ dứt điểm. Đó. Đây là hai cái kỹ thuật mà làm cho chúng ta gọi là cơ bản nhất của cái việc chúng ta dứt điểm. Và như vậy mình đã kết thúc video lần này với các kỹ năng cơ bản để làm sao chúng ta có thể hoàn thiện chân không thuận tốt hơn. Như thường lệ thì đừng quên bấm chuông thông báo, bấm đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Comment những động tác các bạn mong muốn mình thực hiện nữa. Nhớ tập luyện chăm chỉ đều đặn để có các video gửi về cho mình qua địa chỉ mail.tungkết@freestyle.gmail.com để xuất hiện trên chính channel này. Trước khi tắt màn hình thì nhấn like và share để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video kế tiếp. Bye!